Rồi bây giờ hai chị em mình đi vào siêu thị. Đang bảo là chị Nguyệt muốn mua một cái nồi cơm điện mọi người ơi. Rất là nhiều loại, thích cái nào quất cái đấy. Đang phân vân là cái này với cái kia. Cái này 6 người, cái kia 10 người. Giá nó cũng kiểu bình dân thôi. Chứ còn nếu mà đắt tiền thì bắt lẫn mấy loại ở trên đây. Đâu? Cái xìa nó ngoài sao nhỉ? Cái đấy nó ở trong núi kia hay sao ấy chứ? Núi không có xìa. Biết không? Đâu, núi đang cứ vắng ấy. Chị mở cái nồi để em xem. Úi dồi, to chưa? Cái nồi này mà có cúng có bái thì dùng. Ừ. Ai sao Hàn Quốc cũng thích nồi cơm điện mọi người ơi. Sang bên đây có cái nồi gần 600.000. Mới quảng cáo ở trên TV này. Đẹp, ngon. Nhưng mà đắt thì cũng chỉ là ở đây nó ghi những cái công dụng này. Nhưng chiếu người ta chỉ nấu cơm thôi chị ạ. Chứ nấu cái đồ ăn khác cũng sợ có mùi, chẳng bao giờ nấu bao giờ. Toàn nồi xịn này. Nặng không chị ạ? Nặng. Nặng, chị Nguyệt đâu mà nặng. Ui dồi, nồi này nặng hơn. Ừ. Công nhận mê chị nhỉ. Cái này người ta còn hay làm quà cưới ấy chị ạ. Nói chung là đồ điện Hàn Quốc đẹp. Ừ. Cái nồi nhà em mua nó cũng là dạng bình dân à. Ở trên mua trên mạng. Thế à? Chỗ này là nguyên dòng bếp ga. Ở Hàn Quốc thì bếp, nói chung là bếp điện bây giờ nó cũng dùng nhiều. Nhưng mà bản thân mình thì vẫn dùng bếp ga thích hơn. Hay là mình chưa quen đấy. Ừ đúng rồi. Máy xay sinh tố, máy hấp trứng. Cái đợt mà mới sang Hàn ấy, xong mà về lúc nào cũng mang máy sinh tố về chị nhỉ. Ừ. Toàn may máy sinh tố về cho mẹ thôi. Rồi cơm điện rồi máy sấy tóc. Nhưng mà dạo này chẳng thấy ai bảo nhờ mua cái đấy gì cả. Hay là dùng chưa hỏng. Ừ. Ui, cái siêu điện đẹp ấy. Trông sang trọng. Bây giờ chị Nguyệt đã quyết định lấy một cái nồi cơm điện màu đỏ. Mình đi gọi nhân viên xem là người ta lấy cho mình cái mới ấy. Đã xong cái. Không ngồi ấm ức. Sang đi Hàn Quốc không xách nổi cái nồi cơm điện về. Dân là người ta lại gọi là. Buồn cười như hôm nay bên Hàn, ngày mai ngày kia đã về rồi đâu. Mãi đi làm suốt rồi khéo. Đây là lần đầu tiên đi siêu thị ấy mọi người. Quần áo có mua thêm gì không chị? Chị vào đâu mà không. Về Việt Nam thì hàng Quảng Châu đầy hàng đẹp nhỉ. Ở đây thì cũng là hàng ở Trung Quốc à, nó cũng đẹp thật. Thế nhưng mà nặng. Với lại nó không có hộp. Mình đâu vào. À bên mình nó xanh à? Ừ. À thế á. Bên mình vàng vào giấm thuốc. Đây là lê Hàn Quốc này. Lê ngon quá, tội nặng thôi nhỉ. Ừ. 22.000. Tầm 400.000 một thùng như thế này. Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ hai chị em mình chuẩn bị lên đường mọi người ơi. Đang đóng đồ. Chị Nguyệt thì mua được cái nồi cơm điện mà nó nặng lắm, gần 7 cân. Cho nên là bỏ hết cái hộp ra, sau đó mình sẽ quấn quần áo vào. Chắc là sẽ không sao. Hy vọng là nó sẽ bình yên về đến tận nhà. Ừ, được, cho mấy cái bọc bọc lên. Và đây là ớt bột, cái này là mẹ chồng mình cho hơi nhiều. Cho nên là gửi về nhà cho mỗi chị làm kim chi. Thuốc phòng chống đột quỵ là cho mẹ này. Đó, bộ hiệu thuốc hiếm lắm mọi người ơi. Thỉnh thoảng bà kêu đau đầu ấy, thì mua cho bà. Ai mà cần mua nhắn cho mình nha, mình lấy tại hiệu thuốc luôn ấy. Thì điện thoại cũ linh tinh này. Mỗi lần về là đồ đạc rất là nhiều luôn. Đúng ra là có cái này, nhưng cái này nó cũng nặng, kiểu nó hơi vỡ bánh một tí rồi. Cho nên là mình đã, chắc là lần này chắc bỏ đi thôi chứ không mang được nữa. Ừ. Xong rồi chuẩn bị đồ đạc các thứ, hai chị em mình lên sân bay. Khoan này nó mới gọi là sinh động chị làm sao vậy.
dọn đóng hàng gọi là từ tầng 12 xuống dưới gọi là dưới đất. Không khác dân tệ nạn. Cái đấy khỏi còn đóng được chị ạ. May cái giờ này chỗ nó chẳng ai người ta ra chị ạ. Thôi tưởng hai chị em mình sao mà đồ đạc ngoài nào. Ôi, cái nào dùng thì mang về hoặc để lại, không dùng thì nó bỏ đi cho nó gọn mọi người ơi. Cái này chị mang từ bên Việt Nam sang đúng không? Thế mà em quay túi của mũ của mẹ chồng em, ai mà mua hộ bên Việt Nam mình đây túi đẹp hơn này. Mũ ấy. Không để ý cái gì cũng có hết nhỉ. Cái vali này là để lại gửi ở nhà mẹ chồng mình nhá. Rồi mọi người, bây giờ là gần 4 giờ sáng, hai chị em mình đã lên đến sân bay Incheon ở Hàn Quốc rồi này. Hôm nay là cái chỗ đi về Hải Phòng này nó rất là đông, mọi người, từ người Hàn đến người Việt đông lắm. Mình vừa mới hướng dẫn chị Nguyệt làm thủ tục, bây giờ là chuẩn bị đi vào bên trong. Lần nào về Hải Phòng là cũng đông nha mọi người. Vậy hôm nay may sao trộm vía đi không sạch một tí nào. Gần 4 tiếng đồng hồ người ta không nghỉ ấy, cho nên là đi được rất là lâu luôn. Đấy, ở đây là chị Nguyệt này. Chị ơi, chị là nhớ đi theo cái bạn áo đỏ kia. Về Quảng Ninh á? À, Thủy Nguyên đúng không? Đi thì báo, tí chị báo. À. Đây là cái cổng mà mình rất là thích vào mọi người ơi. Đang bảo là về cái chỗ này là phải đi tàu nữa, cho nên là đang bảo chị Nguyệt chờ cái bạn áo đỏ kia, bạn ấy, hai chị em đi cùng. Chứ không lại vỡ ngỡ, lại đi nhầm sang cái cửa khác này chứ. Hôm nay đi không sai xe tí nào chị nhỉ? Thẳng tắp. Hành lý gửi hết rồi, còn có mỗi cái túi sách tay 5 cân này. Về mạnh gió chị nhá. Có tiền nhiều gửi sang. Đầy chỗ, em tìm chỗ. Xuống dưới tầng hầm cũng có mà. Ừ. Không, em ngủ rất là đâu. Chị em về nhá. Đấy, bây giờ chị Nguyệt đi vào rồi mọi người ơi. Khá là đông cho nên là mình sẽ vào gọi là sớm một tí. Mới hôm trước gọi điện cho mẹ, mẹ cứ bảo là chứ một mình nó về em sao được, buồn cười. Mình chưa, mình bảo nó chứ không ai người ta hót chị đi đâu. Mình đi hãng Vietjet thì nó là cái chữ chây kìa. Đó, sân bay Incheon thì nó rất là rộng nha, cho nên các chị cứ về Vietjet thì cứ tìm cái chỗ chây các chị đến. Bây giờ nhà mình đã không được đi vào rồi. Bây giờ chị Nguyệt bay cái chuyến 7 giờ 15 phút mọi người. Thì là đến chiều nay, à trưa nay bên Việt Nam chỉ tầm 11 rưỡi thôi là chị sẽ đến Hải Phòng rất là nhanh. Hơn 4 tiếng nhưng mà mình bay ở buổi sáng này rất là tiện. Mà về Vietjet ấy, về Hải Phòng chỉ có mỗi cái chuyến này duy nhất chứ không có cái chuyến khác. Cho nên là lúc mà mình đi từ nhà ấy, là sẽ bắt đầu đi từ lúc 1 giờ đêm. Hơi vất vả một tí nhưng mà cũng may là trên xe ấy, mình có thể ngủ được. Hôm nay hai chị em trộm vía chị Nguyệt không say nha mọi người. Trước đây chị đi sang ở bên Việt Nam say như thế ấy, mà sang bên Hàn. Thứ nhất là mình nghĩ là cái đường xá nó thuận tiện, người ta đi cả thẳng tắp chứ không có ổ gà các thứ ấy. Thứ hai là mình cho chị uống cái dòng bổ não rất là tốt luôn. Thứ ba là cái tinh thần nó kiểu không có mệt mỏi, nghỉ ngơi đầy đủ ấy, cho nên là không phải lo lắng mấy. Thực ra là lần đầu tiên thì làm mới mình mới dẫn lên rồi. Ví dụ mà có lần thứ hai, thứ ba là chị cũng thể đi xe buýt xong rồi lên đây một mình là tự vào, thì mình đã hướng dẫn rồi, cứ về cái tìm cái chỗ chơi ấy. Là ra Vietjet mà trong đấy nhiều người Việt lắm. Lần nào mình đi cũng nhiều người Việt trong việc. Cho nên là ví dụ mà mình không biết cái gì chứ thì là mình sẽ hỏi xong hoặc là nhờ đi cùng chẳng hạn. Như trước đây mình thế, mỗi lần mình đi là toàn lên các cô các chú cứ bảo là con ơi cho cô chú đi theo với, không biết tiếng cứ lo ấy. Cho nên là rất là, thì nhiều chị hỏi là tại sao mà chị mới để về sớm thế. Thực ra là cái visa đi thời vụ ấy, làm lao động ấy, nó chỉ được có 5 tháng thôi. Trong cái trường hợp mà chủ nó nhiều việc thì nó sẽ gia hạn thêm cho mình 3 tháng nữa. Thế nhưng mà như cái trường hợp của chị Nguyệt là không có việc nhiều ấy, cho nên là mình về thì lần sau nếu mà có cơ hội thì là mình vẫn có thể sang được nha mọi người, chứ không phải là không sang được đâu, tại vì mình không phải là bất hợp pháp mà. Cho nên hy vọng lần sau là sẽ được gặp chị Nguyệt ở tại Hàn Quốc một lần nữa nhé. Rồi hôm nay mình cũng muộn rồi, mình xin dừng video tại đây nha. Hẹn gặp tất cả mọi người vào những video tiếp theo.
xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.